20 rồi ạ. Làm đi, thở đều. Em thở nhiều quá em hết cả sức rồi. Thế ôm thua này. Tông nóng nó có lực nhỉ. Hai em về. Về em. Bây giờ em hưởng cái gia đình. Thở sức nó bỏ. Nói em láo. Em bé đi con em gửi mùi thơm. Không em cũng làm kinh doanh. Em làm nồi nợ. Nói nợ ai vào sáng. Ai vào sáng. Nợ chưa đòi nợ để lúc đấy sổ ruột ở tay. Mà chưa nợ dễ. Nó lắm, nó lắm. Cái này là do thầy ơi, em thấy luôn rồi. Không, nó hôm nay hắn. Người ta đừng. Làm cho hàng ngoan thế.